Ngày 5 tháng 12, đại diện Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã làm việc với Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh liên quan việc một nữ sinh trường này mạo danh luật sư và có hành vi hành hung người khác ở một chung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh. Theo vị đại diện, ngay sau khi đoạn clip được ghi lại cảnh cô gái xưng là luật sư cùng với một thanh niên có hành vi nắm tóc, kéo lê, đánh đá liên tục vào một người phụ nữ lan truyền trên mạng tối ngày 3 tháng 2, Đoàn Luật sư đã vào cuộc tìm hiểu theo xác minh của công an, sự việc xảy ra vào ngày 19 tháng 11 tại sảnh chung cư La Bonita. Cô gái tự xưng là luật sư trong đoạn clip, thực chất là sinh viên. Sau khi xảy ra sự việc, Trường Đại học Kinh tế Tài chính có nhận diện ban đầu đây là nữ sinh viên PNQ học khóa 2018. Ngành luật kinh tế của trường hiện đang trong giai đoạn hoàn thành tốt nghiệp. Quy là hoa khôi sinh viên Trường Đại học Kinh tế Tài chính vào năm 2019 cũng theo đại diện đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chúng tôi không chấp nhận việc một luật sư có hành vi bạo lực, vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, nên từ đầu khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã xác định nếu đúng là luật sư thành viên của đoàn thì sẽ xử lý nghiêm. Tuy nhiên, đến giờ xác định đây mới chỉ là sinh viên học luật. Tuy nhiên việc mạo danh luật sư và có hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp của các luật sư, do đó Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Trường Đại học Kinh tế Tài chính trên cơ sở có kết quả giải quyết vụ việc từ phía cơ quan công an sẽ có hình thức xử lý nghiêm để giáo dục đạo đức đối với nữ sinh này nói riêng cũng như sinh viên luật nói chung. Trước đó, PLO đã đưa tin mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh hai người này có một nam, một nữ cùng lao vào tấn công rồi kéo lê một phụ nữ khác. Trong đoạn clip, cô gái mặc áo xanh là Quy vừa đánh nạn nhân, vừa xưng tao làm luật sư, tao cho mày lên đường. Công an phường mời làm việc với BNQ sinh năm 2000, thường trú tại tỉnh Bình Dương và Trịnh Đình Thanh T sinh năm 1998, thường trú tỉnh Quảng Ngãi. Quy và T đều thừa nhận hành vi đánh chị M do mâu thuẫn cá nhân. Ngoài ra cả hai còn biết Nguyễn Thị Thu Hát sinh năm 1993, ngụ quận 7, có liên quan đến vụ việc. Về thông tin cô gái nghi hoa khôi đánh người, Đại diện trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nhận định đây là sinh viên khóa 2018 của trường. Ngày 4 tháng 12, đại diện trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái cùng một người đàn ông có hành vi đánh đập, giật tóc, kéo lê một người cô gái khác. Một số nguồn tin thông tin rằng cô gái có hành vi đánh người là sinh viên Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Câu này cũng được cho là hoa khôi của nhà trường năm 2019 qua nhận diện ban đầu, đây có thể là nữ sinh viên PNQ khóa 2018 ngành luật kinh tế. Nữ sinh viên này đang trong giai đoạn hoàn thành tốt nghiệp. Quy từng đăng quang một cuộc thi hoa khôi sinh viên của trường vào vài năm trước, đại diện của trường Thông tin. Theo đại diện trường, hiện nhà trường chưa liên lạc trực tiếp với Quy và đang chờ thông tin chính thức từ phía công an về vụ việc nghi hoa khôi đánh người. Nhà trường đang chờ kết quả chính thức từ phía cơ quan chức năng, tùy vào kết luận vụ việc của cơ quan chức năng, trường sẽ có biện pháp xử lý sinh viên phù hợp với các quy định hiện hành. Trước đó, PLO đã đưa tin mạng xã hội đoan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người, một nam một nữ cùng lao vào đánh rồi kéo lê một người phụ nữ khác. Đoạn clip đã được cho là xảy ra tại chung cư BN, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 11. Công an phường đã tiến hành truy xét và mời làm việc với Phan Ngọc Quy, sinh năm 2000, thường trú tại tỉnh Bình Dương, và Trịnh Đình Tê, sinh năm 1998, thường trú tỉnh Quảng Ngãi. Nạn nhân là chị Trần Vũ Mờ, sinh năm 1996, chú quận 8. Qua làm việc, cả Quy và T đều thừa nhận hành vi đánh chị mờ do mâu thuẫn cá nhân. Ngoài ra, cả hai còn cho biết thêm về một người có liên quan khác là Nguyễn Thị Thu Hát, sinh năm 1993, ngụ quận 7. Công an phường cũng đã tiến hành mời Hát về trụ sở để làm rõ hành vi. Riêng M hiện tại đang ở Tiền Giang nên chưa thể làm việc và hẹn trong ngày 4 tháng 12 sẽ trình báo sự việc. Đôi nam nữ thừa nhận hành vi hành hung, lôi kéo cô gái trong đoạn clip vừa nêu nguyên nhân là do mâu thuẫn. Chiều ngày 4 tháng 12, một nguồn tin cho biết sau khi làm việc với công an, hai người trong đoạn clip hành hung kéo lê một cô gái trong chung cư ở phường 25 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã thừa nhận hành hung chị Trần Vũ Mờ. Theo thông tin, ngay sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, không giờ ngày 4 tháng 12, công an phường đã trích xuất camera an ninh tại chung cư LB và phát hiện sự việc đánh nhau tại sảnh chính xảy ra vào ngày 19 tháng 11. Công an phường đã mời lên làm việc với Phan Ngọc Quy sinh năm 2000, thường trú tỉnh Bình Dương và Trịnh Đình Thanh Tê sinh năm 1998, chú tỉnh Quảng Ngãi. Nạn nhân là chị Trần Vũ Mờ sinh năm 1996, ngụ quận 8. Qua làm việc, Quy và T đều thừa nhận hành vi đánh mờ do mâu thuẫn cá nhân. Ngoài ra thì cả hai còn cho biết thêm về một người khác có liên quan là chị Nguyễn Thị Thu Hát, sinh năm 1993, ngụ quận 7. Công an phường cũng mời H về trụ sở để điều tra làm rõ hành vi. Riêng M hiện tại thì đang ở Tiền Giang nên chưa thể làm việc. Trước đó, PLO đã đưa tin mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip được ghi lại Cảnh một đôi nam nữ cùng lao vào tấn công rồi kéo lê một người phụ nữ khác. Đoạn video được cho là xảy ra tại chung cư BL, phường 25 quận Bình Thạnh vào ngày 19 tháng 11. Theo hình ảnh trong clip, khoảng 11 giờ 28 phút ngày 19 tháng 11, ngay sau khi người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước ra khỏi thang máy thì đôi nam nữ đang ngồi đợi ở sảnh ngay lập tức áp sát. Lúc này người phụ nữ lao vào tấn công người mặc áo đen, trong khi đó người đàn ông chủ động lao vào tấn công người phụ nữ mặc áo vàng rồi vật cô này xuống đất chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục nắm tóc nạn nhân, kéo lê đi, vừa kéo người này vừa giật tóc, dùng chân đá vào người phụ nữ. Theo video, người đàn ông vừa đánh vừa chửi, "Phải mày đánh em tao không? Mày chơi đồ đúng không?" Trong khi đó, người phụ nữ cũng lao vào đánh rồi khoe, "Mày biết tao làm luật sư không? Tao cho mày lên đường bây giờ." Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của đông người bao gồm bảo vệ nhưng sự can ngăn đều không thành, người phụ nữ bị tấn công liên tục trong nhiều phút đồng hồ. Người đàn ông vật một phụ nữ xuống đất, nắm tóc kéo lê và hành hung trong sảnh chung cư. Chiều tối ngày 3 tháng 12, mạng xã hội loan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người, gồm một nam một nữ cùng lao vào tấn công rồi kéo lê một người phụ nữ khác. Đoạn video được xảy ra tại chung cư BL phường 25 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 11. Một nguồn tin từ quận Bình Thạnh cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nội dung đoạn clip. Theo hình ảnh từ clip khoảng 11 giờ 28 phút ngày 19 tháng 11, ngay sau khi người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước ra khỏi thang máy thì đôi nam nữ đang ngồi đợi ở sảnh lập tức áp sát, lúc này người phụ nữ lao vào tấn công người mặc áo đen, trong khi đó người đàn ông chủ động lao vào tấn công người phụ nữ mặc áo vàng rồi lật cô này xuống đất. Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục nắm tóc nạn nhân rồi kéo lê đi, vừa kéo người này vừa giật tóc, dùng chân đá vào người phụ nữ. Theo video, người đàn ông vừa đánh vừa chửi phải mày đánh em tao không? Mày chơi đồ đúng không? Trong khi đó, người phụ nữ cùng lao vào đánh rồi khoe, mày biết anh tao làm luật sư không? Tao cho mày lên đường bây giờ. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến đông người, gồm bảo vệ nhưng mọi sự can ngăn đều không thành. Người phụ nữ bị tấn công liên tục trong nhiều phút đồng hồ. Sự việc đang được làm rõ. Mạng xã hội vừa lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh hai người gồm một nam một nữ cùng lao vào tấn công rồi kéo lê một phụ nữ khác. Đoạn video được cho là xảy ra tại trung cư BL, phường 25 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 11. Một nguồn tin từ quận Bình Thạnh cho biết cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nội dung đoạn clip. Theo hình ảnh từ clip, khoảng 11 giờ 28 ngày 19 tháng 11, ngay khi hai người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước ra khỏi thang máy, thì đôi nam nữ đang ngồi đợi ở sảnh ngay lập tức áp sát lúc này người phụ nữ lao vào tấn công người mặc áo đen trong khi đó người đàn ông chủ động lao vào tấn công người phụ nữ áo vàng rồi vật cô này xuống đất chưa dừng lại người đàn ông tiếp tục nắm tóc nạn nhân rồi kéo lê đi vừa kéo người này vừa giật tóc dùng chân tấn công vào người phụ nữ sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của đông người bao gồm bảo vệ nhưng mọi sự can ngăn đều không thành người phụ nữ bị tấn công liên tục trong nhiều phút đồng hồ